Asia. Bỏ qua những bất cập ngay trước mắt, bản thân anh để không hề muốn vội vã. Cảm nhận đúng lúc thắt, bằng cách từ trái tim đến trái tim để hiểu nhau thì phải đi qua hàng trăm giọt nước mắt. Suy nghĩ vẫn chưa hề chắc chắn, xin đừng nói ra, lựa lời mình nói đừng dối nha. Sống mà thôi tha, ngoài giấc cơn mưa ở xối xả, ai cũng có cả. Những buồn phiền nằm đẫn trong đầu mà không thể nào dứt ra. Hãy tự thứ tha, đừng lo người khác nên lo cho xong bản thân mình trước đã. Đời này vất vả, không hề nói quá. Giờ làm 8 tiếng mà phải tối mới về nhà. Rồi lúc thêm tăng ca, quỹ đóng tiền phải trả. Để kiếm thành phố bên kia cổ thì để muốn trốn về quê để nuôi cá và rồi còn chọc thêm rau. Có khác chi nhau, ừ là người có khác chi nhau. Gặp đặt thì chạy trốn, những bộ bề lộn xộn. Như vậy thứ che mắt, như có thấy chi đâu. Có khác chi nhau, ừ là người có khác chi nhau. Ta so về bản thân, nhưng quên những bản chất. Những điều đơn giản nhất là chưa ý thăm sâu. Atarasia, bỏ qua những bất cập ngay trước mắt. Bản thân anh đi không hề vung vội vã. Cảm nhận được nút tắt, bằng cách từ trái tim đến trái tim. Để hiểu nhau thì phải đi qua hàng trăm giọt nước mắt. Cảm xúc thì khó mà nắm bắt, tình yêu thì không thể siết chặt. Tìm hiểu nhau từ ánh mắt, chỉ số chính là bước ngoặt. Atarasia, bỏ qua những bất cập ngay trước mắt. Bản thân anh thì không hề vung vội vã. Cảm nhận được nút tắt, bằng cách từ trái tim đến trái tim. Để hiểu nhau thì phải đi qua hàng trăm giọt nước mắt. Cảm xúc thì khó mà nắm bắt, tình yêu thì không thể siết chặt. Tìm hiểu nhau từ ánh mắt, duyên số cũng chính là bước qua. Anh thả mình vào trong những giấc mơ, cùng với đống suy nghĩ mà không hề bất ngờ. Nói ra tất cả mọi thứ sao mà cắt cớ, lại chắc là nhắc nhở để không chỉ có mơ. Để chuyện đời mình bằng chắc thơ, chỉ không một chung khí để mô tả hết tất cả những sự thật đang ẩn giấu. Nói thì thật ta đâu phải xấu, chỉ là sự thật nó có thể khiến mình đau. Anh không biết phải làm sao, anh không biết phải làm sao. Anh chỉ đứng đó để mà dành dòng chảy những suy nghĩ xúc cảm đang dành cho thật mau. Anh không biết phải làm sao, anh không biết phải làm sao. Thả mình cứ trôi, trôi theo con nước, trôi về đến những ngày sau. Atarasia, bỏ qua những bất cập mấy trước mắt. Bản thân anh này không hề muốn vội vã. Cảm nhận đúng lúc cắt, bằng cách từ trái tim đến trái tim. Để hiểu nhau thì phải đi qua hàng trăm giọt nước mắt. Suy nghĩ mình không hề chắc chắn, tình yêu thì không thể siết chặt. Tìm hiểu nhau từ ánh mắt, duyên số cũng chính là bước mặt. Atarasia, bỏ qua những bất cập.